mình chính là Hiya đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video mới của mình. Và trước khi bắt đầu vào video này, các bạn muốn làm gì đó chính là đừng quên để lại cho tôi một nút like, share để ủng hộ video cho tôi. Và đừng quên qua đăng ký kênh của những thành viên khác tìm sinh tố nữa nha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hôm nay trời tự nhiên nó trong lành, hít thở không khí rồi. Hiya ơi, gì nữa vậy? Giọng đứa nào nghe lạ chứ trời, đứa nào kiếm chuyện. Ôi mấy thằng này nó tới đây nó kiếm chuyện mình rồi, mày đừng đánh anh dễ, anh rể bình tĩnh là sao? Đâu rồi, dễ mà chúng ta sắp thành một người một nhà đó anh dễ. Hơi he đâu rồi? Sao phải lôi nhỏ cho mày vô? Trời ơi, người. Ủa? Trời trời ơi, mấy đứa quá ngày hôm nay qua lại mình làm cái quần nghĩa mấy bạn ơi. Anh dễ vậy là sao? Ý của mày là sao? Anh nói cho em biết đi, Hi-he đang ở đâu? Hi-he đang ở đâu là sao? Trời ơi, vợ tương lai của em rồi, là em là sẽ là chồng tương lai của Hi-he đó. Như thế à? Em dễ của anh nè. Ra là như vậy ha. Trời ơi, đợi xíu. Nếu vậy đợi xíu để vô kêu Hi-he. Trời ơi, ở đây đợi đi. Tôi biết rồi mấy bạn ơi. Mấy thằng quỷ này lần trước mà mình giả Hi-he xong rồi giờ tụi nó bị u mê Hi-he rồi các bạn à. Mấy thằng này sao mà cưỡng lại sức hấp dẫn của Hi-he được chứ, đúng không mọi người? Thôi được rồi, bây giờ thì chúng ta biến Hi-he để cho mấy thằng này một cú lừa nữa thôi nào. Ok các bạn ơi, Hi-he đã xuất hiện rồi đây nè. Hello mọi người. Được rồi, bây giờ thì để coi tụi này kiếm Hi-he để làm gì nha các bạn. Hello, dấu của anh ơi. Trời ơi, nó đánh con Jimmy ba ke luôn rồi các bạn. Mấy anh qua đây có chuyện gì vậy? Tao đang xem miệng làm cưới cái gì đó em ơi. Jimmy ba ke mắc cười đi chứ, trời ơi, mày, nó bị đập đấy các bạn. Ôi, mà hôm nay mấy anh ở đâu để làm gì vậy? Trời ơi, con xin ui ui ui, nó định chôn nhỏ như mấy ba ke. Trời ơi, nó chôn Jimmy ba ke luôn kìa, mấy thằng này mê gái đến vậy luôn á, trời nó chạy. Trời ơi, mấy anh bạo lực cái con gái quá. Vậy đó, mà biết đeo với con gái vậy? Không, em ơi, nó mà con gái đâu. Phải không? Anh tới để đưa em đi chơi đó. Em biết không hả? Tới đưa em đi chơi làm sao? Đưa em trên con xe bốn bánh của anh đó. Đi không em ơi. Trời ơi, mấy bạn tụi nó có xe bốn bánh luôn kìa. Nghe gì hấp dẫn vậy? Ủa, xe bốn bánh là sao? Em không hiểu. Đó là con siêu xe ô tô, em biết không? Nó dặn chở em đi khắp phố phường, đi ngắm gió, hóng gió nè. Chị đã vậy? Bán qua Trung Quốc các bạn ơi. Ui, nhưng mà xe đâu, xe đâu? Xe mấy anh tuổi lắm. Để anh lấy xe qua đó. Đâu, 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 mà đứa này chẳng nhạc. Đi em coi coi. Đây. Trời ơi, các bạn coi. Ở đâu, ba chiếc siêu xe. Con mấy mẹ ở đâu làm giàu dữ vậy? Ủa, mấy cái xe anh cấp ở đâu ra vậy? Xe này của anh, lại lắm xe. Xe con giúp mày phá xe tao. Bể xe luôn các bạn ơi, u là trời. Thôi, trời ơi, xe này của anh. Đúng rồi, lên đây em ơi. Thôi, xe anh nghe xe anh hoàng của môi trần luôn
vẫn xịn sò, vẫn chạy tốt. Lên đi em thử đi. Ôi ơi, nhưng mà xe này gì cũng là mấy anh thôi à, đâu phải của em đâu. Xe này là tụi năm cướp của ngân hàng ra đó. Trời ơi, thì ra là anh cướp của ngân hàng ra các bạn ơi à. Tưởng như thế nào. Thôi thôi, mấy xe này dù gì cũng là của anh thôi à, có phải của em đâu. Mà nói gì. Rồi anh yêu anh thì là anh sẽ cho em con xe này luôn đó. Trời ơi, là trời. Em mới được con xe hả? Gì buồn quá trời. Đồ, tụi nó cho mình hết chiếc xe của tụi nó luôn rồi các bạn ơi. Anh đồ xe. Ủa vậy là em cho anh, mấy anh cho em quyền ba chiếc xe này luôn hả? Đúng rồi, đi chơi với anh đi. Đi chơi với anh nè. Quay 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 cái anh kia đập xe của anh kìa. Nè nè, kéo hữu thẳng đồ. Ôi trời ơi, đập xe rồi, bạn ơi, đập xe rồi, đập xe rồi. Đi xe em đi, xe trắng của anh nè. Thôi, bây giờ em có xe rồi, giờ xe là của em. Em muốn đi xe nào là quyền của em chứ. Ôi xe của em, anh đó phá luôn rồi kìa. Trời ơi, đập luôn rồi kìa, đập luôn rồi kìa. Ủa sao chị bị chói vậy? Tụi nó bị khùng quá, bây giờ tụi nó. Trời ơi, là chờ trọng nam khinh nữ. Bây giờ tụi nó đối xử với tôi như là một con chó vậy. Thôi em yêu ơi, em về luôn. Đối xử như một con chó luôn sao? Ủa mày ăn xử tao nghe được nha mày. Thử mày luôn bây giờ. Ủa mày ăn xử lên kia đâu rồi? Quả tao lừa tí mà, nó còn sống không sao đâu em ơi. Còn sống mày hả? Thì khoan, có lẽ tao lèo trái với bỏ mày. Trời ơi, đánh xịt bá hội. Dạ chơi đó, quýnh đó. Mày là chút mày. Anh cho sợ án tao đúng không? Mày như nào? Đánh xịt bá mũi. Xịt bá mũi bầm tím mắt luôn. Trời ơi, lũ hai giá. Tao thấy là mắt mày chưa đủ nâu á, tao quýnh cho nâu thêm mày hả tên ông. Mày còn mình nâu nữa không? Mày nâu, mày nâu, tao lo với tao à. Mày đừng có kêu kia ra phụ mày mày. Tao chơi mày một mình luôn. Ôi trời ơi. Mày á mày. Sao mấy anh đó đánh lộn hoài kỳ ra? Tụi nó bị khùng á, tụi nó trẻ trâu á. Mấy thằng trẻ trâu nó mới vậy. Trời ơi, đánh lộn rồi, đánh lộn qua tới đây luôn rồi mày ơi. Quýnh nó luôn mày. Mày có nè, mày đâu nào đéo đây mày. Mày, mày. Bí đi mày. Trời ơi. Mày nó đi rồi, đi kêu anh nè, nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, nó ăn mập tím, mập tím rồi. Nó còn chảy máu mũi nữa các bạn ơi, tội nghiệp này chứ. Em ơi, tụi nó đánh nhau rồi. Sao? Để anh nói thật với em, thật ra anh chính là kẻ thù của anh em. Cho nên là em hãy chói anh lại đi. Chói anh lại vào vòng tay em đi. Trời ơi, gì vậy trời, mấy thằng ông nội này. Cái gì vậy? Anh thôi đây, hãy bắt anh vào nhà tù ở đây đi. Anh sẽ sống mãi ở đây với em, anh sẽ ở trong tù với em. Ôi, anh định liệu vậy luôn hả? Sao lại không nhỉ? Miễn là ở cùng em, anh ở đâu cũng được hết. Ôi em ơi. Ủa sao cái mặt của anh bầm tím rồi sưng chù vô vậy? À cái này con trai mới có dài vết xước rồi, người ta mới bản lĩnh em hiểu không? Con trai có dài vết xước rồi cái mặt nó rồi. Ôi cái mặt của anh nó xước lắm luôn. Chứng tỏ anh càng bản lĩnh cho nên mặt anh nó xước nhiều vậy đó. Thế à? Đúng rồi em ơi, chạy bà hay kia đi. Em có biết không, trên trời có chịu gì sao? Dưới đất có 8 tỷ người mà anh yêu mình em ơi. Thôi anh copy trên mạng em. Chắc con mình tôi. Cô gái mà copy thơ trên mạng các bạn ơi. Ê đăng chắc... kia rồi, mày giấu tao mày không coi cha chú mày ra gì mày. Mày tới công chuyện với tao rồi. Đứng lại. Trời ơi nó muốn đi kiếm kìa trời. Đứng lại. Trời ơi. Trời ơi mày ơi, hai kia nó dí nhau luôn rồi. Trời ơi, lần đầu anh gặp em nhưng mà anh đã say mê ánh mắt của em rồi. Anh tặng em hai bông hoa. Trời ơi, này cơ hội dữ trời. Cho từng tình yêu hai đứa mình đó. Em và anh có một bất ngờ này nữa. Đi theo anh đi, đi theo anh đi. Trời ơi. Anh đi trời. Ơi. Thằng này nó cơ hội thì chứ các bạn, hai kia dí nhau đến lần này nó tới nó húp liền rồi trời. Đùa. Mời em đến bàn tiệc này. Toàn là pizza rồi thịt đồ các kiểu luôn. Em ăn đi em ơi. Wow, mấy bạn bè cái này nhìn trông ngon quá vậy anh. Cái này là do anh làm ra hết đó hả? Anh vừa đặt ở nhà hàng gì? 2 sao Michelin đấy. 2 sao Michelin luôn kìa các bạn ơi. Trời ơi mấy ông nội này tao muốn lại nó thiệt mấy anh pha ke này chứ. Ủa nhưng mà mấy cái món này là món gì anh giới thiệu cho em được không? Để anh cho em xem món này đây. Ủa, nha. Món gì vậy? Đây là món thịt heo và có cả bò wagyu trong này nữa. Thịt heo mà có bò wagyu luôn hả trời. Bên này là pizza nhưng mà có thêm dứa ăn rất là ngon, dứa rất hảo hãi. Wow. Em ăn thử đi thơm nha. 2 sao Michelin luôn đó hả? Đúng rồi, quá là ngon luôn, em ăn đi rồi em làm người yêu anh nha. Trời ơi, cơ hội này chứ. Ai thằng kia rồi. Đứng lại, tao bắt quả tay mày rồi. Tới rồi, tới rồi. Thủ cơ hội mày lại đây hả? Đi
gì đấy, còn bay bay tiệc ra nữa. Em đi ra ngoài nào. Ok. Lùi ra xa một tí, nhanh lên. Mày làm gì? Ôi ơi. Mày bay tiệc nè. Tiệc nè. Trời, mày đi luôn. Ôi giời ơi, nó giết luôn cái hàng hy nút luôn hả bạn ơi. Em ơi, bây giờ không ai làm phiền chúng mình nữa rồi. Chỉ còn anh với em mà thôi. Vậy anh định làm gì? Người ta tặng anh cho em xe, người ta tặng cho em một buổi ăn đó. Mà anh nãy giờ em thấy anh đi giết người ta không anh, à? Anh sẽ tặng cho em, Trời ơi, các bạn vừa thấy cái điều gì xảy ra không? Bạn này nó điên hết rồi, nó điên thiệt rồi. Hổ báo nữa rồi, rồi để cũ đó. Ấy để em rồi vậy đó. Trời ơi. Cái gì mà đi? Ủa sao anh đi xe lăn luôn rồi? Hồi nặng ra mới rồi, con trai mới có nhiều vết sướng rồi, ta mới bản lĩnh nghe cho anh bản lĩnh không? Ok, nhìn anh bản lĩnh thật sự luôn nha. Anh băng đầu, anh băng tay chân luôn rồi. À, nhưng mà không phải em tao đâu, em muốn lên xe lăn nội anh đi không gió không? Trời ơi các bạn ơi, nhìn thằng này tàn đến vậy mà còn mê gái nữa kìa. Trời ơi. Lên đây được không? Được. Xe lăn mà đỉnh như vậy. Xe lăn của anh gì mà đỉnh như vậy? Trời ơi, xe lăn anh là xe lăn điện cao cấp thôi em. Xe lăn điện cao cấp luôn á, ghê vậy. Ở đâu nó còn đem luôn cả cái bịch vô nước biển của người ta, cây vô nước biển của người ta đem theo luôn kìa. Ủa sao anh đem theo cái cây gì vậy? Mấy đứa kia nó quýnh anh nhập viện luôn mà. Anh chú bác sĩ anh đi ra đây á nên phải cầm theo cây nè. Bác sĩ đi ra gặp gái luôn kìa trời. Bây giờ em đi ra đi nhanh lên. Đi. Nó kia. Bác sĩ tới rồi. Sắp hết thời gian rồi. Em ơi, em đi biệt nha. Đi nhanh lên, khổ quá. Bye bye. Em làm hết gì em rồi. Em ơi, chờ anh ra viện nha. Đừng cười mấy đó. Ok, bye bye anh, em sẽ chờ anh về mà. Bye bye. Bye bye anh. Bye bye anh. Em ơi, giờ chỉ có anh với em thôi. Trời ơi, hè ơi, anh nói em nghe này nha. Sao anh? Cái thằng mà lúc nãy thằng A chia kìa, nó què tay, nó thương tình, nó đi xe lăn như thế. Đúng em lấy nó về em trả cái gì đâu. Lấy anh đi nè. Anh vừa đẹp trai vừa lành lặn, hai tay chân đi đứng đầy đủ. Được. Anh lấy em lấy anh về đi là em sẽ có nhà cao cửa rộng đó. Đúng rồi. Phải đưa. Tính quá tâm ý nghe nè, cứ khâu. Tới nữa rồi bạn ơi. Suy nghĩ thông suốt rồi. Tao thấy mọi hành động của tao sai trái rồi, tao đã bắn mày. Tao không cảm thấy là mày hợp với lại Hi Hè hơn. Tao có món quà cuối cùng là dành cho mày. Ra Hi Hè rất là thích súng. Ở đâu? Hi Hè súng. Gì giống đỡ dữ vậy? U súng. Trời ơi. Hi Hè ơi. Cái tội tài cái số này đi bao nhiêu ạ? À? 5 năm nha, anh sẽ trở về với em, anh sẽ cải tạo tốt. Nhớ anh nhé. Trời. Tạm bè, không tiện. Trời ơi, là trời rồi, đi tù luôn rồi. Trời má ơi. Em yêu ơi, vậy là cầu mỗi anh với em ơi. Đó, em thấy không, một thằng á thì cà quật cà què. Thì cà que, đó em cưới nó về, nó bại liệt nằm chỗ, làm sao mà em yêu được. Còn một thằng tù tội đâu. Cùng phiền sức đi tù luôn rồi, không có quyền công dân. Em nào chỉ có mình anh là trong sạch rồi. Em yêu anh thằng này trong sạch nhất các bạn ơi. Là trời, không mình anh trong sạch là để anh sẽ là người cưới em. Chơi tao. Cái gì vậy trời? Em ơi. Thôi. Được rồi. Anh thoát nữa hả? Được rồi, em có hổ rồi. Bây giờ nhìn anh vậy em có thấy anh. Trời ơi. Anh ơi. Trời ơi, anh chơi rồi hả anh ơi? Anh ra chơi. À đừng, nó chết luôn rồi bạn ơi. Đâu chết được đâu em. Ủa anh chưa chết nữa. Anh làm chết được. Anh phải cưới em rồi xong anh mới chết. Ôi trời đất ơi, khó gì mà nó cũng khó được nữa. Đi vậy. Cưới dài ơi. Đừng bắt tôi. Cưới dài ơi. Cái gì vậy, cái thằng ông nội ba ke này nó điên rồi, nó đi hết luôn rồi bạn ơi. Trời ơi, không hiểu sao nó nằm trên cái giường vậy mà nó cũng được nữa. Trời ơi, thôi thôi video ngày hôm nay vậy là hài lắm luôn rồi các bạn ơi. Mấy con ba ke này nó điên miệt chứ, làm gì sao là bùm hết á các bạn. Thôi video này đến đây thôi nha, hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo. Bye bye.